Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bao giờ mới hết tình trạng có một rừng luật nhưng toàn xài luật rừng, thưa ông Tổng Bí Thư. Vụ nâng giá kit xét nghiệm COVID-19 và nhận lại quả từ công ty cổ phần công nghệ Việt Á được xác định là một trong những đại án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trực tiếp theo dõi chỉ đạo. Ban đầu, theo người phát ngôn của Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, công ty Việt Á của Tổng Giám đốc Phan Quốc Việt bị cáo buộc đã thổi giá bộ xét nghiệm COVID-19 lên khoảng 45% và lại quả cho các đối tác số tiền hơn 800 tỷ đồng. Theo số liệu của Bộ Công an, tính đến nay đã có hơn 100 người bị khởi tố liên quan đến đại án Việt Á trong cả nước. Trong số này có gần 100 quan chức ở cấp trung ương và địa phương bị vướng vào vòng lao lý, trong đó có người đã từng là cựu bộ trưởng, ủy viên Trung ương Đảng. Đại án Việt Á, cựu giám đốc CDC tỉnh Nam Định cũng lĩnh 16,5 năm tù. Mới đây nhất, tờ báo Tiền Phong vào ngày 30 tháng 11 cho biết, đại án Việt Á, cựu giám đốc CDC Nam Định lĩnh án 16,5 năm tù. Bản tin cho biết vào ngày 30 tháng 11, Tòa Nhân dân Nam Định vừa mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên cựu giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định CDC Đỗ Đức Lưu 13 năm tù về tội nhận hối lộ, 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 16 năm và 6 tháng tù giam. Theo cáo trạng, từ tháng 8 năm 2020 cho đến tháng 11 năm 2021, lợi dụng công tác phòng chống cấp bách của dịch COVID-19, Giám đốc Đỗ Đức Lương đã chỉ đạo ký 5 hợp đồng mua vật tư y tế của công ty Việt Á, trong đó 4 hợp đồng chỉ định thầu mua kit xét nghiệm test với tổng số tiền đã được thanh toán quyết toán là hơn 21 tỷ đồng. Riêng với hợp đồng số 5 có giá trị trên 30 tỷ đồng, nhưng đơn vị này chưa thanh toán cho công ty Việt Á. Việt Á đã trích tiền phần trăm là 3,1 tỷ đồng theo hợp đồng giá trị cho kế toán trưởng trung tâm là Vũ Ngọc Tuyên. Sau đó, ông Tuyên báo cáo cho giám đốc Đỗ Đức Lưu số tiền Việt Á chuyển chỉ là 1,2 tỷ đồng và đưa vào quỹ của trung tâm sử dụng chung cho nhiều mục đích. Số còn lại gần 2 tỷ đồng, ông Vũ Ngọc Tuyên đã ỉm đi làm của riêng. Giới chức ngành y tế cho rằng, bản án mà tòa tuyên phạt với giám đốc CDC Nam Định Đỗ Đức Lưu ở mức 16 năm tù rưỡi là quá nặng nếu so với bản án 11 năm tù cùng tội danh của giám đốc CDC Hà Giang. Có nhiều tình tiết cần được xem xét để giảm nhẹ cho ông Đỗ Đức Lưu, nhưng tòa chưa xem xét đến. Cụ thể, vào năm 2020, khi đại dịch COVID-19 mới xảy ra, nguồn kit xét nghiệm thiếu trầm trọng thì kit xét của nước ngoài có nhưng ít và rất đắt, với giá khoảng từ 1,4 đến 1,5 triệu đồng. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,5 triệu đô la trong đại án Việt Á. Đúng lúc đó, công ty Việt Á, Học viện Quân y đã nghiên cứu thành công kit xét nghiệm rởm, nhưng được truyền thông của Đảng quảng bá rầm rộ, báo chí để tung hô. Sau đó, kit xét nghiệm của Việt Á được báo giá công khai trên cổng thông tin của y tế chưa bằng 1/3 giá mua của nước ngoài, nên hầu hết các CDC các tỉnh đều tìm mua của Việt Á là chuyện đương nhiên, vì lúc đó muốn mua của nơi khác cũng không có. Hơn nữa, thủ tục mua sắm khá phức tạp, trong khi thì dịch bùng phát với đòi hỏi chống dịch như chống giặc, thì Việt Á lại cho mua chịu để sử dụng trước. Công luận thấy rằng giám đốc CDC Nam Định Đỗ Đức Lưu cũng trong tình thế như thế và quyết định vay kit xét nghiệm test của Việt Á về để xử lý, đương nhiên là sai quy định, nhưng lúc ấy không vay thì lấy đâu ra kit xét nghiệm để mà xét, để phân loại cách ly thì làm sao có thể chống dịch theo chỉ đạo được. Thời điểm đó, không riêng CDC Nam Định mua chịu của Việt Á, mà hầu hết CDC các tỉnh, thành phố khác cũng bắt buộc phải làm như vậy vì việc vay kit xét nghiệm để chống dịch là tình thế bắt buộc. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến cực kỳ phức tạp, nếu chờ đấu thầu như quy định thì phải mất vài ba tháng, kết luận điều tra cũng cho thấy giám đốc Đỗ Đức Lưu hoàn toàn không liên quan, không trực tiếp thỏa thuận với Việt Á và hoàn toàn không biết về số tiền lãi quả 3,1 tỷ đồng. Kế toán trưởng Vũ Ngọc Tuyên mới là người thỏa thuận với Việt Á cũng như trực tiếp nhận tiền hoa hồng từ Việt Á. Khi biết đến số tiền cảm ơn của Việt Á, giám đốc Lưu cũng không cầm riêng mà yêu cầu kế toán trưởng Tuyên chuyển cho phòng kế hoạch để làm quỹ chung. Dù vậy, giám đốc Đỗ Đức Lưu cũng đã sai. Sau này, khi chia tiền, ông Lưu được nhận 85 triệu đồng, nhưng có lẽ không có yếu tố
vụ lợi. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn có những phát biểu rất đáng ngờ. Khi so sánh việc Đỗ Đức Lưu nhận 85 triệu đồng và phải chịu mức án 16 năm tù rưỡi với việc tha bổng không truy tố với 7 cán bộ trong đoàn thanh tra liên ngành của chính phủ trong vụ ngân hàng SCB thì thấy sự thiên lệch quá lớn. Các cán bộ của đoàn thanh tra SCB nhận tiền nhiều lần, có người nhận tới 300 triệu vẫn không bị truy tố. Tại sao một bên nhận 300 triệu trực tiếp trong vụ ngân hàng SCB thì không tính là nhận hối lộ, còn bên khác nhận 85 triệu mà phải chịu đến 16 năm rưỡi tù giam? Đó là chưa so sánh trường hợp ông Chu Ngọc Anh nhận 200.000 đô la từ Phan Quốc Việt còn được Bộ Công an miễn truy tố vì không có sự đòi hỏi gì. Đúng như lời luật gia Ngô Bá Thành từng nhận xét, chúng ta có một rừng luật nhưng khi xét xử thì toàn xài luật rừng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin bao giờ mới hết tình trạng có một rừng luật nhưng xài toàn luật rừng, thưa ông Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lại hoãn luật đất đai 2013 sửa đổi, Đảng và các nhóm lợi ích đã chiến thắng nhân dân. Dự án luật đất đai sửa đổi được dư luận xã hội hết sức quan tâm vì người dân hy vọng nhiều điều trong các khoản liên quan đến quyền sở hữu sẽ được sửa đổi cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay. Nhưng cuối cùng thì việc luật đất đai sửa đổi đã bị trì hoãn nhiều lần trong nhiều năm đến nay, đã được đưa ra Quốc hội thảo luận qua hai kỳ họp vẫn không thống nhất. Không ít các quy định trong dự luật vẫn có tới 2-3 phương án khác nhau. Mới đây nhất, theo tờ báo Dân Trí vào ngày 29 tháng 11 đưa tin, Chủ tịch Quốc hội nêu lý do chưa thông qua dự luật đất đai sửa đổi. Bản tin của báo Dân Trí cho biết, tại bế mạc kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tuyên bố như sau. Quốc hội chưa thông qua luật đất đai sửa đổi là do các đại biểu cân nhắc thận trọng nhiều mặt và quyết định xem xét thông qua luật này tại kỳ họp gần nhất để đảm bảo chất lượng và tính khả thi. Ông Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam nêu lý do cho việc chưa thông qua luật đất đai sửa đổi. Vẫn theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các dự luật luật đất đai sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi sẽ được lùi lại để cân nhắc nhiều mặt và sẽ được xem xét thông qua các kỳ họp gần nhất của Quốc hội. Cùng ngày, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, tại cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 cho biết như sau. Đang báo cáo cấp có thẩm quyền để tổ chức kỳ họp bất thường vào tháng Giêng năm 2024 xem xét các dự luật đất đai sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Giới quan sát cho biết rằng dự thảo luật đất đai sửa đổi có tính chất đặc biệt quan trọng và tác động rất lớn đến các hoạt động kinh tế, xã hội cũng như đời sống của người dân cả nước. Trong khi đó, theo Hiến pháp Việt Nam sửa đổi vào năm 2013, quy định luật đất đai phải được sửa đổi theo chu kỳ cứ 10 năm một lần. Năm nay là vừa tròn 10 năm, cũng là thời hạn chót phải được thông qua. Theo kế hoạch trước đó, luật đất đai sửa đổi đáng lẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua vào ngày 29 tháng 11 vừa qua. Công luận cho thấy rằng việc Quốc hội thông qua luật đất đai vào năm 2013 có sửa đổi là điều được nhiều người trông đợi. Điều đó sẽ đem lại những thay đổi đáng kể liên quan đến các vấn đề như định giá đất theo giá thị trường, quy định quyền sở hữu đất đai rất quan trọng. Công an Việt Nam đàn áp người dân trong một vụ phản đối cưỡng chế đất đai, việc này thường xuyên xảy ra ở Việt Nam. Theo giới phân tích, để định hướng cho việc sửa đổi luật đất đai vào năm 2013 trước đó, vào năm 2022, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nghị quyết số 18, trong đó 4 nội dung quan trọng là kim chỉ nam để Quốc hội xem xét để có thể ban hành luật này, đó là: thứ nhất, bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Thứ hai là thu thuế cao hơn với người có nhiều đất, nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ hoang đất. Thứ ba là thương mại hóa quyền sử dụng đất gắn liền với cơ chế minh bạch trong xác định nghĩa vụ thuế.
nhưng các cáo buộc thảo luận bên trong và bên ngoài Quốc hội dưới các hình thức khác nhau tựu chung vẫn đang rất căng thẳng. Bởi lý do nếu chậm công khai về đất đai thì người dân, đặc biệt là nông dân, vẫn còn phải khổ dài dài. Nhưng nếu công khai mà không rõ ràng thì cũng sẽ tạo điều kiện cho các nhóm lợi ích tiếp tục hưởng lợi như từ trước đến nay, do liên quan đến vấn đề quyền sở hữu của tư nhân. Sư Thế Trung cho thấy các nhóm lợi ích của các lãnh đạo cấp cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam đang thắng thế và đất đai sẽ tiếp tục bị tham nhũng, bị lãng phí. Điều đó được trụ bóng dưới các điều kiện tiên quyết là kiên quyết giữ quyền kiểm soát thông qua chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Một phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam tại nghị trường. Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu. Điều này được đánh giá là tạo ra các khúc mắc cho luật đất đai vì không công nhận quyền sở hữu tư nhân với đất đai, nên dẫn đến những vụ tranh chấp đất đai kéo dài giữa người dân và chính quyền. Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hồng Võ cho rằng luật đất đai vào năm 2003 và 2013, Đảng đã định hướng việc xác định giá đất phải theo thị trường, nhưng trên thực tế thì lại khác. Đó là lý do khiến Quốc hội Việt Nam phải hoãn đi hoãn lại nhiều lần, không thể thông qua được. Ông Đặng Hồng Võ thì khẳng định rằng luật đất đai hiện nay có một yêu cầu là để phát triển kinh tế, nhưng phát triển dưới góc độ nào, vì lợi ích của ai thì sẽ khác nhau. Lợi ích của toàn dân, của nhà nước, của các doanh nghiệp, đại gia bất động sản hay của toàn thể nền kinh tế cần phải xác định cho rõ ràng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay của Thời báo .d với bản tin hoãn sửa luật đất đai vào năm 2013 sửa đổi, Đảng và nhóm lợi ích lại chiến thắng nhân dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.